Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một mẫu USB Bluetooth. Nghe có vẻ khá là xa lạ với một số người. Ở đây là USB Bluetooth này có chức năng là làm cho các thiết bị không Bluetooth trở thành có Bluetooth. Các bạn có thể nghĩ đơn giản là ở đây mình có một chiếc loa thường không Bluetooth, thì khi mình cắm vào thì sẽ thành một chiếc loa Bluetooth tương tự. Và đồng thời thì chiếc USB Bluetooth này được tặng kèm một sợi cáp với hai jack 3.5. Cáp jack 3.5 thì này có chức năng là khi nếu mà loa bạn không có lỗ cắm USB thì các bạn có thể cắm vào một đầu vào jack 3.5 này. Đầu kia thì các bạn cắm vào loa. Rồi mình cắm ở đây. Và bạn cắp nguồn cho nó thì sẽ thành loa Bluetooth. Thì hoặc là các bạn có thể sử dụng một chiếc tai nghe nào đó cắm vào jack này và cắp nguồn cho nó, thì nó sẽ chiếc tai nghe sẽ trở thành tai nghe Bluetooth. Và một ứng dụng quan trọng của tai nghe của chiếc USB Bluetooth này là làm cho dàn âm ly nhà bạn sẽ trở thành dàn âm ly Bluetooth, có nghĩa là dàn âm ly loa âm ly của bạn cắm vào jack 3.5 này và mình cắp nguồn nó thì nguyên dàn âm ly có thể trở thành Bluetooth, có nghĩa là bạn dùng smartphone bạn kết nối và dò ra thiết Bluetooth và các bạn điều khiển nhạc trên trên đó. Rất là hữu ích, dễ dàng sử dụng. Rồi, xin cảm ơn các bạn.